Hello, thân mến chào các bạn. Hôm nay Peter thực hiện cái video này vì Peter cảm thấy là cũng rất là cần thiết. Cái video này Peter chia sẻ các bạn khi đi mua một chiếc xe đạp cũ thì mình nên để ý về những cái gì để mà mình mua không có bị lầm. Và khi mà mình đi mua như vậy đó thì mình không có bị gọi là hoang mang. Thì trong cái video này Peter chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Peter đã trải qua. Peter cũng mua nhiều xe đạp sang tay lắm rồi, cho nên Peter cũng ít nhiều gì cũng biết được một số cái vấn đề để mà chia sẻ các bạn. Cái thứ nhất á, là khi mình đi mua cái chiếc xe đạp á, là mình phải lựa. Thứ nhất là mình phải lựa cái mẫu mình thích, ok. Xe đạp road hay là touring hay là xe đạp gấp hay là bất kể chiếc xe đạp nào mình. Khi mình lựa được cái chiếc mà mình thích á, thì mình phải để ý cái đầu tiên á, là cái sườn xe đạp. Mình phải tìm cái sườn xe đạp cho nó vừa mình. Tại vì nếu mình không có tìm được cái xe đạp mà nó vừa mình á, thì mình khi mình đi đạp á, mình sẽ thứ nhất á, là mình sẽ không thích. Thứ hai nữa là mình không có thoải mái. Và thứ ba nữa mình sẽ bị chấn thương, đau lưng hay là đau đầu gối hay là gì đó. Thì khi các bạn đi lựa chiếc xe đạp á, là thứ nhất là quan tâm tới cái kích thước. Như Peter là cao 5-6, với lại người Việt Nam thì cái đó là bình thường, không có thấp quá mà cũng không phải là loại cao. Thì Peter thông thường đạp xe đạp là cái kích thước mẫu small hoặc là extra small tùy theo cái hãng. Ví dụ như chiếc xe đạp mà các bạn thấy đây là Peter đạp cái mẫu này là Ridley, thì cái mẫu này là extra small. Tuy nhiên ở nhà Peter có cái chiếc Cervelo thì Peter lại đạp là small. Ok, thì khi mà mình đi coi chiếc xe đạp cũ á, thì mình phải làm như thế nào? Thì thứ nhất á, là các bạn đứng qua cái xe đạp, đứng thôi. Ok. Và thứ hai nữa là nếu mà các bạn được á, các bạn mang cái đôi giày mà mang theo cái đôi giày mà các bạn đạp á, mang vô. Nếu mà các bạn đứng á, mà nó không có cứng cái háng của các bạn lắm á, ok, các bạn có thể làm được như vậy nè. Thì là tương đối á, là cái xe nó vừa các bạn. Còn nếu nó cứng quá mà các bạn không có đứng được á thì là nó hơi to cho các bạn. Như các bạn thấy cái xe này, Peter này, Peter có thể đứng qua cái xe và có thể nhích nó như vậy, không có bị cứng đó. Cho nên á, đây cũng là một cái dấu hiệu là cái kích thước của cái xe nó vừa mình. Cái thứ hai nữa là nếu các bạn ngồi lên được thì các bạn ngồi lên và cái tay của các bạn là cái tay nè, không có với quá xa. Tại nếu mà với xa như vậy á là các bạn lái các lúc mà các bạn đạp và các bạn bị chồm quá thì nó sẽ bị đau cái lưng hoặc là nó bị tức bụng. Ok, cho nên á, nếu mà cái xe mà nó ngồi ba kéo các bạn ngồi mà các bạn thoải mái như vậy á là tương đối là cái kích thước của cái xe nó vừa. Dĩ nhiên là khi mà các bạn mua về các bạn có thể dời cái yên xe ra đằng sau hoặc là lên tới, hoặc là các bạn có thể mua cái stem dài hơn để đi tới đi lui. Đó là một trong những cái mà để ý khi mua chiếc xe đạp. Sau cái sườn á, là các bạn phải kiểm tra, nếu mà cái sườn của xe đạp của các bạn là cái loại carbon á, thì các bạn phải kiểm tra coi nó có bị nứt hay không, bằng cách là mình nhìn sơ qua, mình gõ. Nếu mà nó nứt là mình biết. Và thứ hai nữa là cái chỗ mà nó hay nứt á, là ở dưới cái bottom bracket nè, mình kiểm tra dưới đây. Nếu mà nứt dưới đây là coi như là cái xe đạp mình là không có được. Ok, cho nên mua xe carbon thì cũng phải để ý coi cái vấn đề nó có nứt hay không. Sau khi mà mình nhìn xong cái sườn mà mình cảm thấy nó ok á thì mình kiểm tra tới cái bánh xe. Thì các bạn nên quay cái bánh xe và coi nó có thẳng không. Nếu mà nó méo, nó lắc lư vậy á, có nghĩa là mình phải kéo căm, có nghĩa là căm nó bị méo. Và như vậy á, là mình bảo đảm cho thấy là cái xe này nó đạp nhiều và nó không có giữ kỹ. Còn nếu mà mình quay cái bánh xe mà nó lăn thẳng luôn á, có nghĩa là tốt. Thứ hai nữa là các bạn nghe. Khi mà các bạn quay cái bánh xe đó, các bạn nghe cái bật đạn nè, cái bearing coi nó có tiếng kêu không. Nếu mà nó không có tiếng kêu có nghĩa là cái bearing nó tốt. Và nếu mà các bạn quay á, mà nó quay lâu thật lâu nó không ngừng á, chứng tỏ cho thấy là cái bánh xe nó khá tốt. Đó, ok. Cái kế tiếp các bạn coi á, là các bạn nhìn cái chỗ mà cái thắng nè.
coi nó có mòn quá không. Nếu mà nó mòn quá có nghĩa là cái người này đạp nhiều quá rồi. Mòn quá hay không á, bằng cách là mình sờ cái bàn tay mình và mình nhìn ở trên cái bánh xe nó có một cái dấu, nó có một cái dấu cho mình thấy là nếu mà nó mòn quá đó thì nó mất cái dấu đó. Nó là một cái dấu mà vòng tròn nhỏ xíu. Nếu mà cái vòng tròn đó nó còn thể hiện á, có nghĩa là cái niền xe còn rất là mới. Mà nếu mà cái vòng tròn mà dấu đó mà nó mất đi á, chứng tỏ là nó thắng mòn nhiều rồi, cho nên nó mài mòn cái đó rồi. Đó cũng là cái dấu hiệu là cái xe đạp già, sùng dùng nhiều hay ít. Thứ ba nữa là mình nhìn cái bố thắng. Nếu cái bố thắng nó mòn quá, có nghĩa là cái xe cũ quá rồi. Và dĩ nhiên là mình bóp thử coi cái thắng nó có tốt không. À, cái thứ bốn mình nhìn, dĩ nhiên là mình cũng check, mình cũng kiểm tra cái bánh xe đằng sau bằng cách là mình quay. Quay nó như vậy. Và mình nghe coi coi là cái mặt đạn của nó có smooth không. Nếu mà nó quay mà nó kêu rất là smooth á là tốt. Và thứ hai nữa là khi mà các bạn quay á, để ý coi coi nó có thẳng không. Nếu mà nó thẳng thẳng là tốt. Và bên này cũng vậy, mình check coi cái chỗ mà bố thắng này nè nó có mòn quá không. Còn cái vỏ với cái ruột á, nếu mà nó mòn á thì không sao hết, là tại vì cái đó mình có thể mình về mình thay. Cái phần kế tiếp mình nên kiểm tra trên chiếc xe đạp đó là cái mấy cái dĩa đạp, cái dĩa đằng trước, mình coi coi nó có thẳng không. Nếu mà nó thẳng á, lúc mà mình quay như vậy nè, mà nó thẳng á là tốt. Còn nếu mà nó méo á, nó bị méo á, nó vân á, là coi như cũ quá rồi. Mình kiểm tra cái những cái răng của nó, coi coi cái răng nó mòn quá không. Nếu mà mua xe cũ thì dĩ nhiên nó cũng sẽ mòn một chút, nhưng mà nếu mà nó mòn vừa vừa thì là cũng ok. Nếu mà nó mòn quá đó, chứng tỏ cho thấy là cái xe nó cũ quá rồi, cũng không nên mua. À, đằng sau này mình kiểm tra cái số đằng sau này, và dĩ nhiên mình cũng liếc qua coi những cái răng nó có tốt không. Nếu mà cái răng nó còn tốt á, là cũng ok. Mình kiểm tra những cái đề, cái này là cái derailleur đằng sau, và cái đây là cái derailleur đằng trước. Nếu mà cái xe mà nó cũ mà nó bị té, nó bị ngã đó, thì các bạn sẽ thấy cái derailleur nó bị xước ở đây, là tại vì lúc mà xe nó ngã nó sẽ bị xước ở đây. Ok, dĩ nhiên là cái xe nào cũ thì nó cũng sẽ bị xước, chày xước. Nhưng mà nếu mà nó chày xước ở đây nhiều á, có nghĩa là cái xe này nó bị ngã nhiều. Ok, bàn đạp cũng vậy. Nếu mà cái bàn đạp mà nó chày xước ở bên phía này, có nghĩa là cái xe đạp nó bị ngã. Đây là những cái dấu hiệu để cho mình thấy là cái xe đạp nó mới hay cũ. Và nếu mà nó ngã thì nó sẽ bị chày xước ở đây. Như cái xe này á, là feeder lúc mua nó không có chày xước, nhưng mà tại vì feeder để chụp hình á, cái gió thổi nó ngã và nó xước chút xíu. Ok. À, nhưng mà nếu mà xước chút xíu thì cũng không sao. Mình cũng không có, mình mua xe cũ mà, mình đâu có thể mà bắt nó hoàn toàn nhìn nó mới toanh được. Như cái xe đạp này á, thì nó không có cái dấu hiệu. Nhưng mà những cái xe đạp khác á, cái dây, những cái dây mà nó nằm sát vô cái sườn xe như vậy nè, thì á, sau một thời gian mà nó quay cái cổ lái, tay lái nhiều á, thì nó sẽ để lại cái dấu ở trên cái sườn xe. Nếu mà nó để lại cái dấu mà xước chày nhiều quá, chứng tỏ là cái xe nó đạp nhiều. Tại vì nó cạ cái dây này, nó cạ cái dây thắng, hoặc là nó cạ cái dây số vô thì nó mòn. Đó. Còn nếu mà nó không có cho dấu mòn đó, đó chứng tỏ cho thấy là cái xe nó còn khá mới. Cái người đạp cái xe này rất là ít. Đó là một trong những cái mình có thể kiểm tra. Kiểm tra cái bố thắng đằng trước. Kiểm tra cái viền bánh xe để Peter tìm cái chỗ mà Peter nói. Đây nè, các bạn thấy nếu mà cái viền bánh xe, cái niềng bánh xe mà nó còn cái dấu này nè, chứng tỏ cho thấy là cái niềng bánh xe này, cái vành bánh xe này còn mới. Tại vì cái dấu này là cái dấu nó cho mình biết là cái niềng mới hay niềng cũ. Nếu mà niềng cũ á thì nó bị mòn cái dấu này, cái dấu này nó mòn đi mất luôn. Ok. Thì đây cũng là dấu hiệu cho biết là nếu mà các bạn mua xe đạp mà nó còn cái dấu này nè ở trên cái niềng á, chứng tỏ là cái xe đó ít đạp, xe đó còn khá mới. Cái loại xe đạp á, mà nó có cái chốt này nè, quick release á, là thông thường là xe đạp nó loại tốt, loại khá, thì nó có cho mình tháo cái loại quick release. Đó cũng là một cái mà mình cũng nên quan tâm.
Dĩ nhiên là cái ghi đông tay lái đây mình cũng phải kiểm tra những cái thắng, mình bóp coi nó ăn không. Và những cái dây này á, những cái dây vô số với lại dây thắng này á, mình sờ coi nó có lỏng lẻo không. Kiểm tra cái chỗ cái ghế ngồi một chút xíu, mình nhìn coi nó có bị nứt không. Tại vì nếu mà nó nứt cái cột này mình ngồi một thời gian là nó sẽ bị gãy. Mình kiểm tra cái headset này, cái đầu headset này bằng cách là mình coi nó có lung lay không. Bằng cách là mình bóp cái thắng này nè, mình bóp cái thắng. Ok, mình bóp cái thắng và mình đẩy cái xe. Nếu mà cái cổ nó không nhúc nhích á, có nghĩa là nó cứng. Còn nếu nó nhúc nhích á, nhiều khi á, cái con ốc này nó bị lờn rồi nè, cái okay, nó bị cũ rồi, thì nhiều khi mình phải thay cái bộ này á, nó cũng tốn kém. Đây là chiếc xe Ridley của Peter. Peter mua chiếc xe này Peter rất là hài lòng. Tuy là nó cũ nhưng mà cái người mà giữ cái xe này á, cũng khá kỹ lưỡng, giữ cho nó trong cái tình trạng rất là tốt, rất là đẹp. Cũng có một vài cái nơi nó mòn, nhưng mà cái mòn đó không phải là một cái gì gọi là ghê gớm, là tại vì dùng thì cái gì nó cũng phải mòn thôi. Thì khi Peter mua chiếc xe này với lại Peter mua chiếc xe Silverado á, là Peter xem cũng kỹ trước khi quyết định. Một cái nữa là khi mà các bạn mua chiếc xe có dịp là các bạn leo lên, các bạn đạp một vòng. Khi đạp là các bạn vô số, lên số xuống số, coi cái bộ vô số của nó có còn êm không, có còn smooth không. Nếu mà không êm, không smooth đó, thì mình nhiều khi mình về nhà mình chỉnh được. Nhưng mà nếu mà nó cũ quá đó, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mình không nên mua chiếc xe đó. Tại vì mình mua về mình sẽ đạp, mình sẽ không thích, và mình cũng phải cuối cùng mình cũng phải bán đi, hoặc là mình cũng phải lúc nào cũng lăn tăn tìm một cái xe ngon hơn. Tại vì cái xe đạp nó quan trọng là cái bộ đạp. Okay, cái tiếng Mỹ nó gọi là group set, cái này là cái quan trọng của cái chiếc xe đạp. Cái quan trọng thứ hai là cái sườn xe đạp. Và thứ ba là cái bánh xe đạp. Ba cái đó, nếu mà ba cái đó kết hợp lại mà tốt á, thì thông thường cái xe đạp á, là mình đạp mình sẽ rất là thích. Cái group set mà ngon á, hạng ngon á, thì mình đạp mình sẽ sướng hơn, nó đạp nó có sức hơn. Và thứ hai nữa, nó bền bỉ hơn và đạp nó êm chân, nó đạp nhanh hơn, đạp êm chân hơn. Thì dĩ nhiên là cái đó cũng sẽ tốn kém hơn, tiền nó sẽ cũng mắc hơn. Đó cũng là một trong những cái suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà các bạn mà đi mua chiếc xe đạp cũ thì các bạn cũng để ý một vài cái vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề mà Peter muốn nói đây á, là thứ nhất á, là cái xe đạp nó phải vừa vô cái kích thước của mình, bằng cách là mình phải ngồi vô, mình phải leo vô. Và nếu mà nó vừa vô kích thước của mình á, thì là mình sẽ enjoy nó. Còn nếu mà mình mua cái xe mà nó bự quá, hoặc là mình mua cái xe nó nhỏ quá, mình đạp mình sẽ mệt mỏi lắm, và mình sẽ bị chấn thương, đau đầu gối, đau lưng, đau tay, đau cổ, đại khái như vậy. Cái thứ hai nữa là mình về, lúc mà mình đi, mình deal á, mình đạp á, mình hỏi thăm cái người đó là họ dùng bao lâu rồi, lý do tại sao họ bán. Và thứ hai nữa là mình hỏi coi người ta có cho mình đạp một vòng không. Tốt nhất là mình hẹn họ ở ngoài cái công viên, hoặc là mình hẹn họ ở ngoài cái chỗ nào mà có cái parking lot bự bự, thì mình có thể lượn một vòng, hai vòng. Và khi mình đạp như vậy, mình bóp cái thắng nó quất không, cái bánh xe lúc mình đạp á, nó có vinh không. Và thứ ba nữa là mình vô số, lên số xuống số, nó có nhuyễn không, nó có tốt không. Thì là các bạn mua chiếc xe không có lầm. Okay. Còn nếu mà mình không để ý mấy cái đó là mình mua về mình sẽ bị lầm. Những cái mà mình có thể thay đổi khi mình mua về là cái vỏ bánh xe với cái ruột bánh xe, thì mình mua về mình thay thôi. Cái đó không có mắc, mình thay thôi. Cái bố thắng thì mình cũng có thể mình thay thôi. Mình mua cái bố thắng mới mình thay vô, không có vấn đề gì hết. Cái ghế này, nếu mình không thích cái ghế này, mình có thể mua cái ghế khác thay vô. Không vấn đề gì hết. Những cái chỗ mà quấn cái tay này là mình, nếu mà nó dơ quá thì mình tháo cái này ra, mình mua cái này về mình quấn vô, nó mới là nó sạch liền, không có gì hết. Những cái đó là những cái đồ mà rẻ tiền mình không có quan tâm. Xe đạp nào mà không có cái chỗ mà đựng bình nước thì mình có thể mua mấy cái đồ này rẻ lắm, không có mắc ha. Cái bàn đạp này, nếu mà cái bàn đạp này mà nó không vừa ý mình thì mình có thể mình thay cái bàn đạp này với cái bàn đạp khác theo ý mình, cũng không có mắc lắm, khoảng chừng 50-60 là các bạn có một cái bộ ngon rồi. Cái gì nữa? Vậy thôi. Hy vọng là cái video này giúp cho các bạn đi mua một chiếc xe đạp cũ,
mình khi mình lựa một chiếc xe đạp cũ á, mình biết mình nhìn những cái gì và mình để ý những cái phần nào trước khi mình mua ha, để mình không có bị hố. Ok rồi, thân mến chào các bạn nha, hẹn các bạn trong cái video kế.